Chào các bạn học sinh, hôm nay cô và các bạn cùng đến với tiết luyện từ và câu lớp 4 tuần 23. Đó là bài giống gạch ngang. Bây giờ các bạn hãy mở sách giáo khoa tiếng Việt lớp 4 tập 2 trang 45. Chúng ta cùng đến với phần nhận xét. Trong phần nhận xét này, chúng ta có hai nhiệm vụ cần thực hiện. Bây giờ cô và các bạn đến với nhiệm vụ đầu tiên. Tìm những câu có chứa dấu gạch ngang trong các đoạn văn sau. Bây giờ, các bạn và cô cùng tìm những câu có chứa dấu gạch ngang trong đoạn văn A. Các bạn hãy lấy bút chì và thước kẻ gạch chân dưới những câu có chứa dấu gạch ngang. Và những câu có chứa dấu gạch ngang trong đoạn văn này đó là: cháu con ai? Thưa ông, cháu là con ông Thư. Bây giờ cô và các bạn cùng tìm sang ở đoạn văn B. Những câu có chứa dấu gạch ngang trong đoạn văn B là: cái đuôi dài, bộ phận khỏe nhất của con vật kinh khủng dùng để tấn công, đã bị trói xếp vào bên mạng sườn. Và bây giờ, cô và các bạn cùng tìm ở đoạn văn C nhé. Và những câu chứa dấu gạch ngang trong đoạn văn C đó là: trước khi bật quạt, đặt quạt nơi chắc chắn để chân quạt tiếp xúc đều với nền. Khi điện đã vào quạt, tránh để cánh quạt bị vướng víu. Quạt không quay được sẽ làm nóng chảy cuộn dây trong quạt. Hằng năm, tra dầu mỡ vào ổ trục, bộ phận điều khiển hướng quay của quạt. Nhưng không nên tra quá nhiều, vì dầu mỡ sẽ chảy vào trong, làm hỏng dây bên trong quạt. Khi không dùng, cất quạt vào nơi khô, mát, sạch sẽ, ít bụi bặm. Như vậy, trong đoạn văn C này có 4 câu chứa dấu gạch ngang. Như vậy, cô và các bạn đã hoàn thành xong nhiệm vụ thứ nhất. Bây giờ, chúng ta cùng bước sang nhiệm vụ thứ hai. Theo em, trong mỗi đoạn văn trên, dấu gạch ngang có tác dụng gì? Chúng ta cùng nhìn lại những câu chứa dấu gạch ngang ở đoạn văn A. Cháu con ai? Thưa ông, cháu là con ông Thư. Vậy theo các bạn, dấu gạch ngang trong hai câu này có tác dụng gì? Dấu gạch ngang trong hai câu này đánh dấu chỗ bắt đầu lời nói của nhân vật, đó là ông khách và cậu bé trong đối thoại. Bây giờ chúng ta sang những câu có dấu gạch ngang ở đoạn văn B. Cái đuôi dài, bộ phận khỏe nhất của con vật kinh khủng dùng để tấn công, đã bị trói xếp vào bên mạng sườn. Vậy, theo các bạn, dấu gạch ngang ở trong câu này có tác dụng gì? Dấu gạch ngang đánh dấu phần chú thích về cái đuôi dài của con cá sấu trong câu văn này. Và bây giờ chúng ta cùng sang những câu có chứa dấu gạch ngang ở đoạn văn C. Trước khi bật quạt, đặt quạt nơi chắc chắn để chân quạt tiếp xúc đều với nền. Khi điện đã vào quạt, tránh để cánh quạt bị vướng víu. Quạt không quay được sẽ làm nóng chảy cuộn dây trong quạt. Hằng năm, tra dầu mỡ vào ổ trục, bộ phận điều khiển hướng quay của quạt. Nhưng không nên tra quá nhiều, vì dầu mỡ sẽ chảy vào trong, làm hỏng dây bên trong quạt. Khi không dùng, cất quạt vào nơi khô, mát, sạch sẽ, ít bụi bặm. Như vậy, theo các bạn, dấu gạch ngang ở những câu này có tác dụng gì? Tác dụng của dấu gạch ngang trong những câu này
được dùng để liệt kê các biện pháp cần thiết để bảo vệ quạt điện được bền. Như vậy, qua hai nhiệm vụ vừa rồi, cô và các bạn rút ra được ghi nhớ như sau. Dấu gạch ngang dùng để đánh dấu. Thứ nhất, chỗ bắt đầu lời nói của nhân vật trong đoạn đối thoại. Thứ hai, đánh dấu phần chú thích. Và tác dụng thứ ba, đó là các ý trong một đoạn liệt kê. Đây là phần ghi nhớ quan trọng các bạn cần phải ghi nhớ. Chúng ta cùng đọc lại nhé. Dấu gạch ngang dùng để đánh dấu. Chỗ bắt đầu lời nói của nhân vật trong đối thoại. Phần chú thích. Các ý trong một đoạn liệt kê. Như vậy, cô và các bạn vừa tìm hiểu về dấu gạch ngang cũng như tác dụng của nó. Cô mong rằng qua bài học này, các bạn sẽ hiểu hơn về dấu gạch ngang. Cô chúc các bạn học tốt.